Meccano, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giờ nóng hôm nay, thứ 6 ngày 9 tháng 4. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cảnh sát khống chế cặp vợ chồng vận chuyển ma túy ở Hòa Bình. Khoảng phiên tòa vụ xe Mercedes tồn tại xe Grab và tiếp viên hàng không do vắng luật sư. Bắt khẩn cấp giám đốc bệnh viện Cai Lậy liên quan vụ giết người. Tàu tên lửa Trung Quốc rượt tàu chở phóng viên Philippines trên Biển Đông. Ly Kỳ chuyện phi công sống sót 38 ngày trong rừng rậm Amazon. Chile mất trắng 4.200 tấn cá hồi do tảo độc nở hoa. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 9 tháng 4. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Ngày 9 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tiếp nhận dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông từ Bộ Giao thông Vận tải. Còn phía Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng cho hay, Bộ đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân Hà Nội khẩn trương xử lý các hạng mục trên tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông theo khuyến cáo của đơn vị tư vấn độc lập về an toàn hệ thống. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, Ủy ban Nhân dân Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị trực thuộc Trung ương cần thực hiện những giải pháp cụ thể, khả thi về nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách. Vấn đề lớn phải làm sao cải thiện điều kiện hạ tầng. Chú ý đường sắt Cát Linh Hà Đông đang ách tắc như vậy mà hứa rồi để kéo dài mãi là không được. Tại Quảng Ninh ngày 9 tháng 4, nhiều cầu thủ đã đồng loạt viết tâm thư yêu cầu câu lạc bộ Than Quảng Ninh trả tiền lương thưởng. Theo phản ánh của các cầu thủ, câu lạc bộ đã nợ tiền lương từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021. Tiền thưởng các trận thắng từ cuối năm cũng chưa có. Nếu mọi việc không được giải quyết, nhiều cầu thủ cho hay sẽ dừng thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh từ vòng 9 V-League 2021 vào ngày 14 tháng 4 tới. Trước đó, nhiều cầu thủ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh vì quá chán nản với tình trạng bị nợ nần kéo dài nên đã bỏ lên khán đài ngồi, không vào sân tập luyện. Liên quan đến vụ một giám đốc bệnh viện ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị bắt vì nghi có dính líu đến cái chết của một phụ nữ, trưa ngày 9 tháng 4, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp 4 nghi can có liên quan vụ giết một phụ nữ trên địa bàn huyện Cai Lậy. 4 người bị bắt gồm bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, 57 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy, Lê Quốc Đạt, biệt danh Hugo, ở thị xã Cai Lậy, Huỳnh Đức Trọng và Nguyễn Ngọc Hậu ở huyện Cái Bè. Trong đó, bác sĩ Ngưu hiện đang giữ chức vụ giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Cảnh sát đã khám xét nơi ở, nơi làm việc với những người trên, thu giữ một vật nghi là lựu đạn cùng với các tang vật có liên quan vụ án. Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 3, bà Võ Thị Mười điều khiển xe máy chở ông Định chạy trên quốc lộ 1 hướng Trung Lương, Mỹ Thuận. Khi đến đoạn đường thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, thì bị hai thanh niên chạy xe máy vượt lên, dùng dao đâm vào vùng bụng bên trái của bà Mười, làm bà té ngã xuống đường. Bà Mười được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó. Đến tối ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ các nghi can trên để phục vụ công tác điều tra. Đến trưa ngày 9 tháng 4, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đạt khai nhận với cảnh sát chính là người dùng dao đâm bà Mười. Nguyên nhân giết người có thể xuất phát từ ghen tuông tình ái. Để giải cứu đồng bọn, một đối tượng tên Lợi đã cầm dao lao vào quán và đâm bảo vệ quán cà phê trọng thương, rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Sáng ngày 9 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho hay vừa bắt giữ Lê Ngọc Lợi và Lê Gia Huy và thu hồi hai xe mô tô vừa trộm được. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận trong lúc chơi game tại tiệm game bắn cá trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Đến khoảng 2 giờ sáng được Huy rủ đi trộm cắp tài sản nên Lợi đồng ý. Huy điều khiển xe mô tô chở Lợi đến khu vực khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước thì phát hiện trong nhà xe quán cà phê có nhiều xe mô tô. Lúc này Lợi ngồi ngoài xe canh đường để Huy lẻn vào nhà xe trộm một chiếc xe mô tô đem đến tiệm game cất giấu rồi quay lại trộm thêm một chiếc xe mô tô khác. Thấy thuận lợi, cả hai tiếp tục quay lại quán lấy chiếc xe thứ ba thì bị anh Võ Thanh Hải là bảo vệ của quán và anh Nguyễn Hoàng Phúc là khách ngồi uống nước giữ lại. Để giải cứu cho Huy, Lợi cầm dao đi vào đâm anh Hải và anh Phúc bị thương rồi lên xe tẩu thoát. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Huy bị bắt giữ tại tiệm game bắn cá và thu hồi hai chiếc xe mô tô vừa trộm được. Còn Lợi lẩn trốn đến sáng ngày 7 tháng 4 cũng bị lực lượng công an bắt giữ. Ngày 9 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định dời phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, 33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp,
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, tháng 12 năm 2020, bị cáo Phong bị Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Ngoài ra, Phong có trách nhiệm bồi thường hơn 477 triệu đồng cho gia đình ông Lê Mạnh Thường, tài xế Grab đã chết, và hơn 1,4 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Bích Hường, tiếp viên Vietnam Airlines. Sau đó, Phong kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, chị Hường và chị Lê Thường Vân, con ông Thường, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Theo nội dung án sơ thẩm, ngày 30 tháng 1, Phong dùng bằng lái giả thuê xe Mercedes tự lái chở 4 người đi từ tầng hầm tòa nhà Botanica, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đến ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận, do không làm chủ tốc độ, đến trước số 123 đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, xe của Phong lao sang trái làn đường, tông vào xe máy do ông Thường, tài xế Grab lái chở chị Hường. Hậu quả, ông Thường tử vong tại bệnh viện, chị Hường bị thương tật 79%. Sáng nay ngày 9 tháng 4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Nhàn, 24 tuổi, trú xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nhàn là đối tượng từng có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản và đã nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Tháng 8 năm 2020, Nhàn chấp hành xong án phạt tù, về lại địa phương nhưng sống lang thang và lún sâu vào con đường nghiện ma túy. Khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 4, khi đi qua số nhà 141/6 đường Y Ngông, phường Tân Thành, thấy cổng không khóa nên Nhàn liền kéo cửa đột nhập vào trong. Lúc này thấy chiếc xe máy SH đang dựng giữa sân, không khóa cổ nên Nhàn đã dắt trộm. Đến sáng cùng ngày, Nhàn thuê một người lạ cắt chìa khóa rồi điều khiển xe đi cầm cố được 10 triệu đồng. Tất cả số tiền này Nhàn đã dùng vào việc mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Đến chiều ngày 7 tháng 4, khi Nhàn đang chơi game ở một quán game trên đường Y Ngông thì bị một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ. Ngày 9 tháng 4, Đại úy Nguyễn Đình Hùng, trạm phó trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hòa Bình cho biết cảnh sát đã khống chế cặp vợ chồng vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt những đối tượng này đã khiến hai chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương. Theo đó, vào khoảng thời gian trên, tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc yêu cầu kiểm tra ô tô do anh Ngô Xuân Hiếu lái, chở một cặp vợ chồng ngồi ở ghế sau là Nguyễn Tiến An và Phạm Thị Dương đi theo hướng Sơn La, Hà Nội. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên ghế sau, vị trí giữa cặp vợ chồng có túi bóng màu đen, nhiều nghi vấn nên kiểm tra. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi có một lon nước ngọt, bên trong lon nước ngọt có một túi ni lông chứa ma túy dạng đá. Ngay lập tức, tổ công tác bắt giữ hai người này, nhưng Nguyễn Tiến An chống trả quyết liệt, làm bị thương hai cán bộ chiến sĩ là Phạm Đức Hoàng và Trương Đức Hậu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp người dân đưa hai chiến sĩ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc. Hiện sức khỏe của hai cán bộ chiến sĩ cơ bản ổn định. Tại Quảng Ngãi, có một câu chuyện độc đáo, đó là một cặp lục bình độc lạ được làm ra từ lon bia. Chủ nhân của cặp lục bình độc nhất vô nhị này là anh Nguyễn Đại Dương, 55 tuổi, quê ở xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Phải mất 4 năm trời để anh Dương có thể làm ra cặp lục bình này. Điều đặc biệt là nguyên liệu không đâu khác là chính là những khuyên lon bia do chính tay anh góp nhặt và chế tác ra tác phẩm để đời cho chính mình. À, cái lục bình này á, là bằng lon bề của khuyên bia, cho nên là tất cả là từ năm 12 tới giờ là khi mà Sam trước đó là anh đã có ý tưởng rồi, và anh đi lượm này, lượm nhạc cái này, chỗ nào nhậu hay là chỗ nào vứt bỏ rồi hú rót rồi là anh bươn lượm ấy, lượm gốc lâu năm lâu ngà, thì khi mà anh cảm thấy nó gần đủ với cái số lượng mà làm được cái độc bình là anh làm. Ngoài chuyện làm vì đam mê, muốn tạo ra một sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ khác lạ, anh Dương còn muốn gửi đi thông điệp là rác thải, phế thải vẫn có giá trị nếu biết cách tận dụng. Chuyển sang những tin tức thế giới, một tàu hải cảnh và tàu tên lửa tấn công nhanh Tiber 022 của Trung Quốc đã truy đuổi tàu chở phóng viên đài ABS-CBN đang tìm cách tiếp cận bãi cỏ mây. Sự việc xảy ra sau khi Mỹ cam kết sát cánh cùng Philippines nếu bị tấn công trên Biển Đông. Phóng viên Chiara Zambrano của đài ABS-CBN và ekip đi cùng đã quay lại toàn bộ sự việc này vào ngày 8 tháng 4. Những người đi trên đó gửi một liên lạc vô tuyến bằng tiếng Anh, hỏi chúng tôi là ai và chúng tôi đang làm gì tại khu vực này. Nữ phóng viên của đài ABS-CBN kể lại trong bản tin tối ngày 8 tháng 4.
Trước tình huống này, tàu chở Zambrano đã quyết định quay lại đảo Palawan thay vì thẳng tới bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi các tàu Trung Quốc trang bị tên lửa xuất hiện và truy đuổi nhóm phóng viên Philippines. Hai tàu nhỏ hơn nhưng nhanh hơn đã xuất hiện và đuổi theo chúng tôi. Cho đến khi chúng tôi nhìn lại và kiểm tra mới biết đó là tàu tên lửa Chip 022 của Trung Quốc. Chúng mang theo hai tên lửa khi truy đuổi, phóng viên Zambrano nhấn mạnh. Lại thêm một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại một công ty nội thất ở Mỹ, khiến 7 người thương vong. Cảnh sát trưởng Brian cho hay, sự cố xảy ra lúc 14:30 ngày 8 tháng 4 giờ địa phương, tức sáng sớm ngày 9 tháng 4 theo giờ Việt Nam, tại công ty nội thất Kenmore Cabinets. Sau khi xả súng bắn chết, nghi phạm rời khỏi hiện trường, lực lượng an ninh đã truy bắt nghi phạm trong 1 giờ sau đó. Hắn cuối cùng cũng bị lực lượng tuần tra cao tốc Texas bắt giữ vào lúc khoảng 16:20. Trong một thông báo đăng tải trên Twitter sau đó, Sở Cảnh sát Brand xác nhận 7 nạn nhân thương vong trong sự cố, bao gồm một người đã thiệt mạng, 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, một người bị thương nhẹ và một người lên cơn hen suyễn. Nghi phạm bị bắt giữ là nhân viên của công ty. Nhà chức trách đang gấp rút điều tra vụ việc và hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm. Ngày 8 tháng 4, Caroline Suri, Miss Sri Lanka 2019 và người mẫu Kura Badmenra đã bị bắt vì cáo buộc hành hung hoa hậu quý bà Desiva. Hai người đã trả phí tại ngoại và sẽ hầu tòa vào ngày 19 tháng 4. Trong lễ trao giải Miss Sri Lanka 2020 hồi cuối tuần trước, Caroline Suri lên sân khấu phản đối kết quả cuộc thi. Cô nói luật cuộc thi cấm trao danh hiệu hoa hậu cho người từng ly dị như De Silva. Sau đó, Miss Sri Lanka 2019, Kunjula Badmenra tiến tới tháo vương miện của tân hoa hậu và khiến cô bị thương ở đầu. Chandimol Jayasinghe, giám đốc Miss Sri Lanka cho biết, vương miện đã được gửi trả De Silva theo đúng quy định. Cuộc thi hoa hậu quý bà Sri Lanka bắt đầu tổ chức năm 1984 nhằm chọn thí sinh dự thi hoa hậu quý bà thế giới. Năm 2019, Caroline Suri, người giật vương miện, là đại diện của Sri Lanka và thắng giải Miss World 2020. Tại Hồng Kông, nhà chức trách nước này cho hay, trong quá trình tuần tra, một cảnh sát đã vô tình phát hiện có một chiếc xe hơi có biển kiểm soát đã hết hạn. Cảnh sát lập tức yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành, tăng ga bỏ chạy và đâm phải nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường phố. Cảnh sát Hồng Kông đã được lệnh đuổi theo. Sĩ quan cảnh sát đã rút súng, yêu cầu tài xế xuống xe. Thậm chí, viên sĩ quan cũng đã phải dùng gậy ba tông đập vỡ cửa kính để yêu cầu tài xế dừng lại. Tuy nhiên, người tài xế đã không chấp hành và tình huống này buộc cảnh sát phải chạy vòng ra phía sau cabin, nổ một phát súng xuyên vai đối tượng. Sau khi kiểm tra, cảnh sát còn phát hiện cặp đôi này có lý lịch bất hảo là từng tham gia các băng đảng tội phạm ở Hồng Kông, đã có tiền án tiền sự. Có một câu chuyện ly kỳ vừa xảy ra tại Brazil. Một phi công đã sống sót 38 ngày trong rừng rậm Amazon sau khi máy bay gặp sự cố và phải hạ cánh xuống một khu vực vào cuối tháng 1. Antonio Sena, 36 tuổi, người được thuê chở hàng từ thị trấn Alenquer, phía bắc Brazil, đến mỏ vàng bất hợp pháp trong rừng rậm nhiệt đới Amazon. Khi đang ở độ cao 1.000m, chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna 210 đột nhiên bị hỏng động cơ. Anh đã nhanh chóng lấy được ba lô, máy chạy nước, túi bánh mì, dây thừng, hộp sơ cứu, đèn bão, hai chiếc bật lửa và lao nhanh ra ngoài trước khi chiếc máy bay phát nổ. 5 ngày đầu tiên, Sena nghe tiếng động cơ các máy bay đang tìm kiếm phía trên, nhưng cây cối quá rậm rạp nên lực lượng cứu hộ không tìm thấy anh. Sau đó anh không còn nghe tiếng động nào nữa và cho rằng có lẽ lực lượng cứu hộ nghĩ anh đã chết. Anh dùng đường pin còn lại trên điện thoại di động để định vị bằng GPS và đi theo ánh nắng buổi sáng để xác định đúng hướng. Anh đã phải kiếm trái cây và trứng chim rừng để sinh tồn. Cuối cùng, anh gặp được người thu gom hạt và được cứu sống. Tại Chile, hơn 4.200 tấn cá hồi đã chết do một loại tảo độc, khiến nền ngư nghiệp của nước này khốn đốn. Đây là sự kiện cá chết hàng loạt mới nhất được ghi nhận tại Chile, quốc gia xuất khẩu cá ngừ lớn thứ hai của thế giới. Nguyên nhân của vụ việc được cho là do tảo nở hoa khiến cho lượng oxy trong nước giảm và khiến cho cá chết ngạt. Khoảng 18 trang trại cá hồi ở phía nam Chile, nơi sản xuất đến 26% sản lượng cá hồi toàn cầu, đã bị ảnh hưởng do hiện tượng trên. Ước tính khoảng 70% lượng cá chết tại các trang trại này đã được loại bỏ. Tổ chức Hòa Bình Xanh cho rằng vụ việc là do ô nhiễm trong ngành nuôi cá hồi gây ra.
trong khi những người nuôi cá lại đổ lỗi cho biến đổi khí hậu. Một vụ việc tương tự từng xảy ra vào năm 2016 khiến cho Chile mất trắng 23 triệu con cá hồi và gây thiệt hại kinh tế lên đến 800 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo bản tin là phần cảnh báo về thời tiết. Kính thưa quý vị, khi theo dõi trên đám mây vệ tinh, định vị xét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa dông ở khu vực Hà Nội. Cảnh báo trong những giờ tới, đám mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các khu vực trên, sau đó có khả năng mở rộng ra các quận huyện nội thành khác ở Hà Nội. Hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét. Còn các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, tia UV cực đại cũng được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ gây hại rất cao tại Pleiku, Quy Nhơn, Phú Quốc và Trường Sa. Khắc tóc dày, phủ tóc hói, VNBT tiên phong khắc lại tóc thừa. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Meccano, dòng sản phẩm cao cấp.